Xin chào mọi người, mình sẽ quay lại giới thiệu đến mọi người đúng không? Cái dự án Botcoin thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái đội ngũ nhóm lãnh đạo đúng không? Thì đội ngũ bot của chúng tôi bao gồm các chuyên gia sản xuất phát triển hàng đầu với nhiều kinh nghiệm, nhóm nghiên cứu không ngừng phát triển để đảm bảo có thể đáp ứng được cái kỳ vọng của cộng đồng và tạo ra một cái nền tảng độc đáo. Dưới đây là bạn có thể tìm một cái cách nhìn tổng quan về lãnh đạo Botcoin và thông tin ứng dụng các thành viên Botcoin mới đang được bổ sung liên tục đúng không? Điều hành đồng sáng lập giám đốc điều hành Bot Support Technology đúng không? Đồng sáng lập giám đốc phát triển sản phẩm CEO Kati đúng không? Đồng sáng lập giám đốc liên minh chiến lược cựu CEO Darian đúng không? Đồng sáng lập cố vấn tài chính cựu CEO, đồng sáng lập giám đốc chiến lược, đồng sáng lập CMO công nghệ thể thao Bot. Nhóm thành viên 36 người của chúng tôi bao gồm các nhà phát triển blockchain, nhà kho dữ liệu OPS di động, nhà phát triển phụ trợ, chuyên gia tiếp thị, kỹ sư nền tảng và chuyên gia hoạt động nữa. Cái đội ngũ cố vấn của chúng tôi Bot Advice thì Forest Britton giám đốc marketing crypto, cố vấn ICO dày dặn kinh nghiệm đúng không? Doanh nhân nhà đầu tư blockchain, hay là cố vấn ISO, nhà chiến lược, nhà đầu tư, người đồng sáng lập, tổng biên tập, ISO chuyên gia cố vấn ISO Bet, trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới blockchain, Warren Wisslock, nhân vật cố vấn rất là tiềm năng, người sáng lập PP phát triển, này, giám đốc điều hành, này, công nghệ bảo mật blockchain, cố vấn ISO Bet, expert, công nghệ nổi bật CTO này, quan hệ chiến lược giám đốc Usprech, blockchain confused cố vấn ISO nhà đầu tư giai đoạn đầu, tin tức biên tập tại tạp chí Bitcoin đúng không? Câu chuyện thành công đúng không? Đây là một số cái tác giả đánh giá rất là cao, 5 sao hết đúng không? Biên tập viên Ấn Độ đúng không? Kỹ sư xuất sắc đúng không? Những cái đánh giá rất là cao về cái dự án ISO này đúng không? Thì mọi người để xem. Thì đây là một số cái tin tức ấy. Ngày 12 tháng 3 năm 18 này, giao lộ nơi blockchain gặp năng lượng, 26 tháng 2 năm 18 này, ưu nhược điểm của tiền điện tử đúng không? Làm thế nào thị trường khởi động ISO đúng không? Thì các cái câu hỏi thường gặp đây đúng không? Làm thế nào để tôi có thể mua thông báo này, tôi có thể thanh toán cho cái mã thông báo số dịch vụ thanh toán này đúng không? Thì sẽ có phần cuối mình sẽ giới thiệu đúng không?